Ok, sau khi mọi người container này rồi thì sẽ chạy container này tạo một file mới này, được chưa? Thì bây giờ là dòng đầu tiên của một chương trình C luôn luôn là phải có một thư viện này, được chưa? Thư viện này, thư viện bắt buộc ở trong C nó là thư viện studio.h này. Tiếp theo thì mình để chương trình C chạy thì nó phải có hàm main này, hàm main là hàm bắt buộc này, được chưa? Thì có hai kiểu quá này, một là void main, hai là in main, đúng không? In main này, nếu mà in main thì phải làm sao? Không nhớ gì à? In main thì phải gì? In main phải return, được chưa? Nếu mà void main thì không có return, còn nếu mà in main thì phải có return, được chưa? Return gì? Return không này, đúng không? Cuối một dòng C thì phải có cái gì? Nào, tập trung nào. Cuối một dòng C thì phải có cái gì? Nó chứ phải, đúng không? Rồi, ok. Tức là cái này nó bắt buộc này, cái này giống như kiểu cái cấu trúc này luôn này, phải có include studio.h này, tiếp theo là email này và return được không, được chưa? Rồi sau đấy thì mình gõ gì trong đây thì gõ, được chưa? Mình gõ cái gì đầu tiên là mình sẽ gõ chương trình đầu tiên của mình là hello world, thì phải là gì, dùng hàm gì, print app, đúng không? Print app này, nhanh nha, dạy nhanh đấy, hello world này, được chưa? Sau khi gõ xong này, tất cả gõ nào, gõ xong hết rồi thì bấm cho anh F9 để nó biên dịch này, nó sẽ bắt buộc chúng ta lưu một file mới này. Thì mọi người có thể đặt tên file này, được chưa? Hoặc là có thể là để mặc định luôn. Ở đây ví dụ nhá, muốn đặt tên file này, hello này, đặt tên file này, hello world này. Không được đặt tên file tiếng Việt nhá. Hầu như bây giờ tiếng Anh đặt hết rồi, được chưa? Hello world này, F9 này. Sau khi nó chạy xong nó ghi là gì? Error là không, đúng không? Nó không có lỗi gì. Mọi người cứ nhìn cái bảng đã, ai gõ được thì thôi, cứ phải nhìn hết cái bảng nhá. Được chưa? Hello error là không này, được chưa? Tức là không có lỗi gì. Sau đó thì hãng bấm F10. Được chưa? Nó chạy chương trình đầu tiên rồi này. Ok, đây là trước chúng ta đã học đến đây. Sau đó thì anh cho bọn em là in một số cái linh tinh nữa, đúng không? In một số ký tự đặc biệt này, ví dụ là để xuống dòng này. Đây là ví dụ anh muốn in dòng thứ hai là màn hình này, được chưa? Thì phải dùng cái gì? Gạch chéo N này, gạch chéo N, được chưa? Nó sẽ in dòng thứ hai là màn hình này, F9 này, F10 này, được chưa? Ghi hai dòng này, dòng 1 là hello world này, dòng 2 là, được chưa? Dòng 2, được chưa? Tiếp theo thì ký tự đặc biệt khác là gì? Đầu tiên nhá, anh sẽ nốt này, ký tự đặc biệt này. Đặc biệt là T này, N này, xuống dòng này. Xuống dòng này. T là gì? T là tab này. Được chưa? Tab một khoảng này. Tiếp theo là A này, A thì không quan trọng này, A là phát âm này. Phát âm này, được chưa? Bây giờ ví dụ là bây giờ anh không muốn là xuống dòng, anh muốn là tab một đoạn này, F9 này. Xong rồi F10 này. Được chưa? Nó sẽ hello world xong nó tạo một đoạn này. Tập trung nhá. Rồi. Xong, đây là bài hôm trước này. Hôm trước là học đến đây thôi, học làm quen thì đến đây thôi. Rồi ok. Bây giờ mình lại xem lại cái thằng giáo trình này. Đây nhá, hôm trước là mình đã học là tải về cái đàn DevC này, tiếp theo là chạy chương trình đầu tiên hello world này, làm quen em lệnh printf này. Được chưa? Lệnh printf này. Lệnh printf gồm cái gì? Bên trong hai dấu nháy này chính là cái module màn hình này. Mình học một số ký tự đặc biệt này. Rồi tiếp theo này. Em kia có theo được không? Không theo được phải xem lại nhé. Ok, tiếp theo là các thành phần. Hôm nay mình học xong phần tiếp theo này. Phần này mình đã học xong rồi này. Ok, bây giờ sang phần tiếp theo này. Các thành phần trong ngôn ngữ C này, đầu tiên là chúng ta sẽ học về từ khóa này. Thì trong một chương trình ấy, trong một chương trình C thì người ta gọi có, hay là bắt cam bất kỳ chương trình nào thì người ta gọi có những từ người ta gọi là từ khóa, được chưa? Keyword ấy. Thì bây giờ là những cái từ này gọi là từ khóa này. Include này, main này, hay là printf các thứ người ta gọi là từ khóa, được chưa? Hay là return này. Đấy, đây là những cái từ khóa. Tóm lại là từ khóa thì không, nói chung là nó là từ khóa, được chưa? Từ khóa đặc biệt là trong đấy các em không thể dùng để đặt cho một cái gì khác, nên nhớ là như vậy. Ok, thì trong C nó có một cái nữa là nó phân biệt chữ hoa với chữ thường, phân biệt từ khóa. Ok, tiếp theo hôm nay mình học về phần tiếp theo nhé, phần này các thành phần trong C này. Bây giờ mình học về các kiểu dữ liệu này. Kiểu dữ liệu này thì bây giờ có các kiểu dữ liệu cơ bản như sau. Bây giờ mọi người ghi vào nhé. Các kiểu dữ liệu cơ bản trong C này, được chưa? Kiểu dữ liệu đầu tiên là kiểu dữ liệu số nguyên này. Ok, tức là kiểu này sẽ là in này, in là T này. Mọi người ghi vọng được, còn là quá cho anh được, xong rồi để lưu lại anh được. Ok, tiếp theo in là số nguyên, tức là các số nguyên là mình đã học ở trong kiến thức phổ thông này, ví dụ là 1, 2, 3 các thứ là số nguyên này, được chưa? Tiếp theo là kiểu số thực này, float này, số thực này. Đầu tiên bọn em học thuộc á, như kiểu học từ mới tiếng Anh ấy, học thuộc đã. Float này, số thực này, hay là float hay float này là nó hết này. Số thực này, số thực thì ví dụ là 1.2 này, hay là 4.5 này là số thực này, được chưa? Tiếp theo là đến
kiểu ký tự này, đây là kiểu ký tự này. Thì ký tự là sao, ví dụ là ký tự A này nó gồm dấu nháy nháy đơn nhé, được chưa, hoặc là ký tự B này hai dấu nháy đơn này, đây người ta gọi là kiểu ký tự, được chưa, đây là kiểu dữ liệu nhé. Tiếp theo thì mình sẽ học về, thực ra ba cái này là ba cái thông dụng rồi, thì tiếp theo thì mình có thể nói về chuỗi chẳng hạn này, ví dụ chuỗi này, chuỗi thì là về là dấu tay kép này, đấy nhá, đấy tập trung nhá. Ví dụ bên trong này, bên trong một cái chuỗi dài này người ta gọi là chuỗi này, một dòng gì đó này là chuỗi, nếu mà nó chỉ gồm một ký tự này, một ký tự thì người ta gọi là kiểu ký tự, được chưa. Nếu mà dài dài này, cái tên của nó đã hiểu, nó đã dễ hiểu rồi. Ví dụ chuỗi thì string hay sao, rồi ok, string này, chuỗi này, đấy thì mình tạm thời anh sẽ giới thiệu bốn kiểu thôi, bốn kiểu cơ bản thôi. Sau này bọn em học nâng cao nhiều kiểu hơn, in, float, char với string, ok. Đây là bốn kiểu dữ liệu cơ bản. Bây giờ ví dụ nhé, anh có số bây giờ mọi người thắc mắc này, trong mọi người học phổ thông không thì kiểu số thì mọi người đã biết là gì, số thực làm sao, số thực làm sao bao gồm số nguyên đúng không, nhưng mà tại sao đây lại phân chia ra hai kiểu là số nguyên và số thực. Bởi vì thực chất là thằng số nguyên và số thực ở đây nó dành để cho tối ưu nhớ, bọn em để ý số thực này chẳng qua nó gồm hai số nguyên thôi này, đấy cái phần đằng trước dấu phẩy, đằng sau dấu phẩy này, đấy tóm lại nó sẽ có bốn kiểu như vậy. Ok, ghi hết vào nhé, ghi hết vào kiểu dữ liệu này. Tiếp theo là ghi chú này, ghi chú này để bây giờ trong một chương trình code này, chương trình code bây giờ bọn em là chương trình Hello World này, ví dụ có mấy dòng này, nhưng bây giờ nếu mà muốn là chương trình nó chẳng hạn là sau này chương trình nó lớn lên nó bao gồm 100 hay 1000 dòng chẳng hạn này thì phải làm sao, thì phải có những đoạn ghi chú, bởi vì sau này mình mở ra mình không biết nó là cái gì nữa. Bây giờ ví dụ nhé, ghi chú giống như kiểu bọn em ghi chú ở trong sách vở đấy, được chưa, thì bọn em có thể dùng hai cái dấu gạch chéo này, hai cái dấu gạch chéo này, hoặc là bọn em có thể dùng gạch chéo này, sao này và sao gạch chéo này, được chưa, sao gạch chéo này để dùng để ghi chú. Ví dụ nhé, bọn mình nhìn cái chỗ màu của nó thay đổi chưa, đấy nhá, so với anh không ghi chú này, so với anh không ghi chú thì nó là chữ đen đúng không, nhưng mà anh ghi chú này, được chưa, thì nó tức là thằng chương trình nó không đọc này, máy tính này, đến đây này, đến đây nó sẽ bỏ qua dòng này, được chưa, đến đây nó sẽ bỏ qua dòng ghi chú này, được chưa, ghi chú tức là chỉ để cho mình hiểu thôi, ghi chú lại một chương trình dài này cần phải ghi chú. Thì hai cách ghi chú như vậy, cái ghi chú thứ nhất là dùng hai dấu gạch chéo, cái ghi chú thứ hai là gạch chéo và dùng dấu sao này, đấy được chưa, mọi người nhìn nó đổi màu nhé, để ý nó làm màu đẹp phết đấy, được chưa, đấy ơi, đây là ghi chú này. Ok, tiếp theo là biến này, biến thì cũng như bọn em đã học ở trong toán học luôn, toán học thì bọn em học ví dụ là hàm fx này, được chưa, học ở trong toán này thì x người ta gọi là gì, biến đúng không, ví dụ là y nhé, y bằng fx này, x người ta gọi là biến này, được chưa. Bây giờ ở trong lập trình ấy, trong lập trình này thì bọn em có thể hiểu thằng x biến đây nó có giống như kiểu dữ liệu này, biến thì nói biến thì người ta nói dữ liệu này, đấy thì biến ở đây thì có thể dùng để đựng vào dữ liệu gì đó, thì nó chính là một trong bốn cái kiểu dữ liệu bọn em vừa học ở trên, được chưa, thì bọn em hiểu đơn giản như vậy, biến ở đây, biến ở trong chương trình này, đựng dữ liệu này. Chú cắt lời đi nhé, các bạn nào nhé, anh nghĩ anh nói rất nhanh, các bạn nào chưa hiểu thì phải phát biểu nhé, là cái này em chưa hiểu. Đúng rồi, tập trung nhé. Anh nói nhanh thì tập trung nhé, không lại qua không hiểu gì. Tập trung đã xong bắt đầu hãng ghi chú nhanh xong rồi thực hành xong. Ok. Thì lập trình này, thì trong lập trình thì biến này nó dùng để đựng dữ liệu này, được chưa? Đựng dữ liệu này. Ví dụ nhé, ví dụ là mình khai báo một cái biến gì đó ấy. Ví dụ nhé, in x này. In ở trên mình vừa biết là gì? In là số nguyên không? Mình khai báo một số nguyên x này. Khai báo một số nguyên x này có giá trị là 15 này, ví dụ thế. Khai báo một số nguyên có dữ liệu này, có giá trị này là 15 này, được chưa? Thì mình phải khai, thì tức là biến ở đây nó có tác dụng là gì? Đựng dữ liệu, được chưa? Đựng một cái vùng nhớ đấy, được chưa? Một cái này, tóm lại như vậy, bọn em sẽ hiểu đơn giản vậy thôi. Tiếp theo này, để hiểu về biến, thì biến có những phần chúng ta cần học là gì? Là khai báo biến này, khai báo biến này. Ví dụ nhé, để khai báo biến này, cú pháp khai báo biến này, cú pháp khai báo biến này, được chưa? Thì bắt đầu bằng kiểu dữ liệu này, kiểu dữ liệu này. Tiếp theo đến tên biến này, bắt đầu bằng kiểu dữ liệu này. Sang tiếp theo là tên biến này, được chưa? Ví dụ này, kiểu dữ liệu ở đây thì chúng ta học được bốn kiểu dữ liệu đúng không? Ví dụ này anh muốn là khai báo này, cho này là số nguyên này, và tên biến là x chẳng hạn này, được chưa? Thì mình sẽ khai báo như sau: in này, được chưa? X này,
Và kết thúc một chương trình C thì nó có cái gì? Dấu chấm phẩy này. Được chưa? Đây ví dụ này. Nếu mà nó có cái dòng này ra này, nếu mà bây giờ em học code ấy, gặp cái dòng này bọn em sẽ hiểu này. Bọn em sẽ hiểu cái dòng này là gì? Khai báo biến x. Được chưa? Có kiểu dữ liệu này. Có kiểu dữ liệu là số nguyên. Được chưa? Học hiểu đơn giản hoặc viết ngắn gọn là gì? Khai báo số nguyên x này. Khai báo số nguyên x. Được chưa? Thì ở trong lập trình ấy, bọn em tức là bọn em muốn dùng một cái gì đó thì em phải khai báo. Trong lập trình C ấy, muốn dùng cái gì em phải khai báo. Được chưa? Đấy, ví dụ là đấy ví dụ muốn dùng được biến x ở trong chương trình tức luôn luôn phải khai báo. Muốn dùng của nó này. Cái trò khai báo này để dùng này, được chưa? Khai báo xong mới dùng được này. Khai báo xong này. Mới dùng được này. Được chưa? Ví dụ bọn em chuyển đến một nơi đến kho khẩu thứ ấy, kiểu phải khai báo thứ ấy thì mới được ở đấy chẳng hạn ấy, kiểu đấy. Tức là muốn dùng cái biến này trong chương trình thì mình phải khai báo. Thì cái động tác của việc mình vừa làm ở trên là mình khai báo biến này. Khai báo biến thì cú pháp là gì? Nó là kéo dữ liệu này. Được chưa? Kéo dữ liệu này. Tiếp theo đến tên biến. Đấy, kéo dữ liệu này, kéo dữ liệu thì một trong bốn kéo dữ liệu này. Và tiếp theo đến tên biến. Được chưa? Rồi ok. Thì tên biến nó có một số quy tắc như sau. Tên biến này. Quy tắc là tên biến này, quy tắc là tên. Quy tắc là tên biến này. Thì tên biến của bọn em này nó một số quy tắc lưu ý này. Là không được hình như hôm trước anh bỏ cái này rồi. Bây giờ sẽ nói lại này. Thì tên biến này không được dùng ký tự đặc biệt này. Không được dùng ký tự đặc biệt này. Tên biến không được dùng ký tự đặc biệt này. Ví dụ là phần trăm này. Sao này, phải chấm cái thứ là không được dùng mà đặt trong tên biến này, được chưa? Tên biến nó phải là cái tên không đặc biệt này. Tiếp theo này, tên biến này không được chụp này với từ khóa này, từ khóa của chương trình này, chụp với từ khóa của chương trình, được chưa? Cái chỗ này là lưu ý thứ nhất này, tên biến là không được dùng ký tự đặc biệt này. Thứ hai là tên biến này không được chụp với từ khóa của chương trình này. Tiếp theo này, tên biến không được bắt đầu một số này. Tiếp theo này, phần thứ ba là cần lưu ý này, tên biến không được bắt đầu một số này. Đây là dấu nhiều quy tắc bắt buộc của bọn em học ấy, cần phải biết. Không được bắt đầu bằng số, được chưa? Ví dụ này, bọn em đặt tên biến là 15x này là sai, được chưa? Nhưng mà đặt tên là x là 15 là đúng này, được chưa? Ví dụ đặt tên là 15x này, cái này là sai này. Nhưng mà đặt tên là x 15 này thì là đúng này, được chưa? Đúng này. Ví dụ em có thể đặt tên biến là x0 này, x1 này, x2, x3, x4 các kiểu đấy. Đấy thì này là đúng này. Nhưng mà tên bắt đầu số nó sai. Thì tạm thời thì ba bộ nguyên tắc này. Tóm lại là bọn em đặt tên không quá đặc biệt là được. Không quá đặc biệt với quá kiểu vướng vào cái lỗi quy vi phạm là được. Còn lại đặt kiểu gì cũng được. Có thể dùng những cái ký tự đặc biệt là tức là dùng shift trừ này. Để cho nó đa dạng hơn, ví dụ nhé. Ví dụ tên biến có thể đặt là đây là tên biến, được chưa? Đấy cũng là được, được chưa? Bắt đầu dùng cái ký tự shift trừ ấy cũng được. Ok, đây là một số quy tắc là tên biến. Ok, thì ở trên bọn em đã được học cách khai báo biến rồi. Khai báo biến này, ví dụ muốn khai báo một số nguyên này, một số nguyên, ví dụ số nguyên y đi, thì bắt đầu như này đúng không? Là in y này, in y này. Bây giờ muốn khai báo một số thực z thì làm như nào? Khai báo biến này. Bây giờ này, ví dụ muốn khai báo một số thực z này thì là số thực phải là gì? Float đúng không? Được chưa? Số thực này, tên của biến là gì? Z đúng không? Đúng không? Kết thúc phải là gì? Dấu chấm phẩy đúng không? Ok, đây là khai báo biến này. Ví dụ anh muốn khai báo một ký tự đi. Một ký tự A đi, được chưa? Thì khai báo như nào? Tra được chưa? Character này, A này. Đây. Một biến đựng giá trị nhá. Thì tên biến này, tiếp theo là tên biến này. Ví dụ tên biến này. Tên biến ví dụ anh đặt thế này cũng được đúng không? Bấm này, chấm phẩy là xong đúng không? Đấy. Bây giờ ví dụ khai báo một biến một tên biến khác đi. X15 này chẳng hạn, chấm phẩy này, X45 này, thế là được đúng không? Ok, mình học xong cái phần trên là khai báo biến này với một số quy tắc đặc biệt này. Tiếp theo anh muốn dạy cho các em là vừa khai báo vừa gắn giá trị này. Vừa khai báo này. Tức là bọn em vừa nhớ trên là anh muốn nói cái gì không? Khai báo biến là để làm gì? Để dùng nó đúng không? Thì bây giờ anh muốn là khai báo xong dùng luôn. Khai báo gắn giá trị luôn. Khai báo biến này. Khai báo biến này và gắn giá trị này. Khai báo biến và gắn giá trị cho nó này. Ví dụ này, mình khai báo biến này. Ví dụ này,
mình khai báo này, nhìn nó nhá, nhìn nhá, nghe hiểu đã, xong bắt đầu hãng nốt nhanh nhá, xong bắt đầu tí thực hành luôn đấy. Khai báo một số nguyên x và gán giá trị cho nó, gán giá trị 15 cho nó đi, giá trị 15 cho nó đi, được chưa? Thì khai báo như nào? Thì khai báo vẫn như bình thường đúng không? Bắt đầu nó phải là gì? Kiểu dữ liệu đầu tiên này, số này là số gì, số nguyên đúng không? Số nguyên thì phải là gì? In đúng không? In là tên này, được chưa? Số nguyên tên biến là gì? X đúng không? Mọi người chú ý tương tác nhé. Tên biến là x này, tiếp theo là gắn giá trị cho nó này, gắn giá trị thì em dùng dấu bằng, được chưa? Nên kiểu trong học, trong biến đổi toán học ấy, được chưa? Ví dụ anh này muốn gắn giá trị 15 cho nó này, được chưa? Xong rồi kết thúc phải làm sao? Chấm phẩy. Kết thúc của chương trình là chấm phẩy, được chưa? Đấy, thì nếu mà anh gõ cái dòng này bọn em sẽ hiểu là khai báo số nguyên x này và gắn giá trị x cho 15 luôn. Tức là từ đây về sau này. Ví dụ là người ta nhắc đến x này là nó biết là nó đã có giá trị này. Giá trị này. Là 15, được chưa? Đấy, được chưa? Hiện tại tính cái lúc này, tính gõ xong dòng cái dòng gõ xong cái dòng code này thì nó sẽ hiểu là thằng biến x là một thằng kiểu là một thằng số nguyên và có giá trị là 15. Được chưa? Thì tức là về sau em có thể tính toán nó chẳng hạn này, có thể tính toán. Ví dụ thế, x nhân 15 chẳng hạn này, hay là tính toán cộng trừ nhân chia với nó. Đấy, thì thằng tên biến thì có thể nói chung là về sau em sẽ biết là thằng biến này có thể thay đổi giá trị được. Nhưng hiện tại mình chỉ học về khai báo biến thôi. Ok, khai báo biến và giá trị cho nó, gắn giá trị cho nó. Ok. Tiếp theo thì anh muốn giới thiệu các em về hàng số này. Hàng số thì hơi nhiều. Thì thường biến số với hàng số thì biến với hàng luôn đi với nhau. Tức là khi mà người ta học về biến thì người học luôn về hàng. Hàng số bọn em học ở trong toán học đây, ví dụ hay trong vật lý đấy. Ví dụ hàng số về tốc độ ánh sáng này là gì? C đúng không? 3 nhân 10 8 ấy. Đấy, người ta gọi hàng số, thì trong C bọn em cũng có thể khai báo hàng số được. Hiện tại phần này thì anh bỏ qua đi. Ok. Các phép toán ở trong C. Phép toán trong C nhá. Đây từ từ. Không xóa này để em lên đây. Các phép này. Toán này trong C. Này. Thì hiện tại bọn em học được cơ bản không? Thì tức anh chỉ dạy bọn em về phép toán cộng này. Trừ này. Nhân này. Chia này. Về lấy đồng dư này. Cộng trừ nhân chia và đồng dư. Đây là tất cả những phép toán phổ thông thôi. Cộng trừ nhân này. Chia này, cộng thì bọn em sẽ dùng ký tự này, dùng toán tử này. Dùng ký tự ấy. Dấu cộng như bình thường này. Ở trong bàn phím ấy, trừ này. Nhân này. Nhân được chưa? Chia thì bọn em dùng hai cái dấu, dùng cái dấu gạch chéo này. Được chưa? Cộng trừ nhân chia. Thế là đồng dư. Đồng dư thì bọn em dùng đồng phần trăm này. Dùng cái dấu shift 5 ấy. Hay là tùy từ bàn phím ấy, nó có đồng dư ấy, nó dấu phần trăm ấy. Được chưa? Ví dụ nhá, phép toán cộng này. Kiến thức anh em mọi người tập trung nhá. Ví dụ phép toán cộng này 1 cộng 5 này, ví dụ này bằng mấy? 6 đúng không? Tiếp theo thì phép toán trừ ở trong đây này. Trừ này. 15 trừ đi 5 này. Ví dụ này thế bằng 10 này. Phép toán cộng này ví dụ nhá, x cộng y này. Được chưa? Ví dụ x cộng y này. Cái này nó giống ở trong ấy không? X cộng y này. Ví dụ ở trên, ví dụ mình khai báo biến x là x đang có giá trị là 1 chẳng hạn, là y đang có giá trị là 5, thì cộng hai cái biến này lại sẽ được một kết quả chẳng hạn. Đấy. Cộng trừ nhân này. Nhân này. X nhân y. Tiếp theo chia này. X chia y này. Được chưa? Đấy, đồng dư này. Đồng dư này. X phần trăm y này. Đồng dư. Đồng dư ấy. Bọn em học ở trong phép tính chia hết đây. Bây giờ ví dụ nhá, 10 này. Đồng dư của 10 đồng dư cho 5 bằng mấy? Đồng dư là cái gì anh nhắc lại, đồng dư chúng ta học nhá. Đồng dư nó chính là cái gì? Là số dư đấy. Đồng dư này. Là số dư của một phép chia này. Của một phép chia này. Được chưa? Thì ở đây là 10 chia hết, 10 chia cho 5 dư mấy? Dư 0 đúng không? Thì suy ra cái gì? Suy ra cái kết quả có phép đồng dư này bằng mấy? 10 đồng dư 5 bằng 0 luôn. Đấy. Ví dụ nhá, tiếp theo này. 21 này. Mà đồng dư cho 5 này thì bằng bao nhiêu? Bằng 1 đúng không? Rồi thì đấy chính là cái phép dư. Đồng dư ở đây là tính, tức là lấy phép dư này. Ví dụ tiếp này. 1 mà đồng dư cho 5 bằng mấy? Bằng mấy? Bằng 1 đúng không?
bởi vì phép dư, bởi vì 1 chia cho 5 thì nó bằng 0 và dư 1 đúng không? Rồi ok. Thì anh đã nói đây bọn em học cơ bản thì chỉ cần học 1 2 3 4 5 5 phép toán này thôi, cộng trừ nhân chia và đồng dư thôi. Xong lập trình. Ok. Ghi chép hết rồi nhá. Rồi ok, đây là xong phần lý thuyết của cái thằng các thành phần trong ngôn ngữ C. Ok. Thì bây giờ bọn em gành luôn. Mở ra một trang mới này, mở ra một cái container này, mở ra một cái tab mới ra. Gành luôn nhá, áp dụng lên kiến thức vào học luôn. Áp dụng lên kiến thức vào học. Rồi. Thì đầu tiên là chưa biết làm gì thì phải làm sao cứ gõ đã nhá. Cứ gõ cho anh kia cú pháp cái khung của nó nhá. Khung của một chương trình là gì, đầu tiên là gì? Include đúng không? Include này. Được chưa? Gì? Thư viện gì? Studio.mat đúng không? Đấy. Đọc cái tiếng Việt được. Tiếp theo là gì? In main này. Xong gì nữa? In main thì phải là gì? Return này. Return 0. Kết thúc phải là gì? Chấm phẩy đúng không? Rồi ok, bây giờ anh sẽ cố gõ này. Green app này. Thì anh sẽ dùng ở đây, anh hướng dẫn hôm trước em hướng dẫn luôn bọn em cách dùng cái hàm printf nâng cao hơn. Hiện tại hôm trước là mình học dùng printf này, printf của mình tức là mình chỉ in ở chuỗi thôi, tức là in cái gì ở màn hình này. Ví dụ nhá, mình in một cái chuỗi ở màn hình, hôm trước mình chỉ học cái này thôi đấy. F9 này để chạy này, lưu tên này nhá, ví dụ đây buổi 2 chẳng hạn, anh lưu vào đây hoặc lưu gì cũng được, tùy thích này, hoặc để mặc định được. Buổi 2 này bấm F10 chạy này, được chưa? Ok, hôm trước mình mới học ấy là in như này đúng không? Bây giờ tiếp theo mình sẽ học thêm một cái số thành phần nữa. Hàm in có đối số này. Bây giờ ví dụ này, bây giờ bọn em sẽ nhớ cho anh tiếp mấy cái nữa này. Nhớ cho anh tiếp 3 cái nữa này ở trong cái hàm print này. Trong hàm nhé, ghi chú nhé. Của hàm ghi chú lại của cái hàm print này. Lưu ý luôn. Lưu ý cho anh đấy là phần trăm d này. Phần trăm d này là số nguyên này, học luôn nhớ luôn nhé. Đây là cái đối số của cái hàm đấy, printf. Tiếp theo phần trăm f này là gì? Số thực này, được chưa? Nhớ thêm hai cái này, phần trăm d và phần trăm f. Thì bây giờ cụ thể như nào thì anh sẽ giải thích nhé. Bây giờ ví dụ nhé, anh muốn là bây giờ là khai báo đi, khai báo một số nguyên x này và gắn giá trị này, và gắn giá trị cho nó là bằng 20 à 50 đi nhé. Thì khai báo như nào? Cái này toàn bộ ghi chú thì mình dùng ghi chú nhé, ghi chú hết mà. Khai báo từ gì? Khai báo biến, ở bọn em khai báo biến ở trong cái main nhé, được chưa? Khai báo biến thì dùng cái gì? Kéo dữ liệu đúng không? Hiện tại là số gì? Số nguyên đúng không? Số nguyên phải là gì? Y đúng không? Và tên biến là gì? X và gì? Bằng 50, được chưa? Ok. Bây giờ anh muốn này, in số x ra màn hình này. In số x ra màn hình này. Ra màn hình, được chưa? In số x ra màn hình nhá. Thì mình sẽ dùng cái ở trên này, phần trăm f này. Được chưa? Bây giờ là số nguyên thì phải là gì? Số nguyên nhìn cái đối số cả hàng dòng bên trên này, số nguyên là gì? Số nguyên là gì? Không, ở trong cái hàng printf ấy, còn cái kia là kéo dữ liệu rồi. Số nguyên phải là phần trăm d, được chưa? Bây giờ em dấu phải cho anh này, phải cho anh phải cái này, phải này, x này, được chưa? Tức là ở đây dấu chấm phải này kết thúc một cái dòng phải dấu chấm phải, được chưa? Ở đây cái dòng này anh gõ đây tức là gì? Là in một cái số nguyên này, in cái số nguyên x vào đây này, đấy được chưa? Đấy nhá, hơi khó hiểu một tí này. Tức là bây giờ máy tính nó đọc cái này nhá, đọc cái chữ phần trăm d đúng không? Thì nó sẽ nhìn vào cái bên này, nó sẽ nhìn trong bên phải này, xem có cái gì cần thay thế không? Tức là sau một hồi đấy, tức là thằng này sẽ hiểu này, nó sẽ hiểu là gì? In số x ra màn hình này, được chưa? Bây giờ anh sẽ chạy thử nhé. Số x là giá trị là bao nhiêu? 50 đúng không? Thì bây giờ in ra màn hình nó sẽ ra cái gì? 50 đúng không? Thấy chưa? Hiện tại chỗ này nó có cái ở trên này, nó có hàm print ở trên này, anh sẽ xóa đi. Đây, anh sẽ dùng ghi chú này. Hoặc là em xóa đi được. F9 này, F10, được chưa? Kết quả anh mong muốn đấy nhé. Rồi, bây giờ anh muốn là in là kiểu khác này, ví dụ nhé. Anh muốn ghi một chuỗi luôn này. Đây là số x này. Được chưa? Xong anh 2 chấm này. Được chưa? Thì máy tính có đọc như nào? Máy tính có đọc này. Đây là số x này, đến cái chỗ phần trăm d này. Nó chỉ còn quan tâm những cái ký tự đặc biệt này, nó chỉ quan tâm với những cái thằng phần trăm này đúng không? Nó đọc cái này, phần trăm d thì bắt đầu nó nhìn sang bên phải này.
nó nhìn thấy số x này, tức là nó sẽ thay thế luôn cái thằng x vào đây này. Bọn em nhìn thấy chuột nhá, thay thế x vào đây luôn này. Đấy, từ cái x vào đây luôn thì tức là sau hoàn chỉnh một hồi nó sẽ được một câu này. Đây là số x này, hoàn chỉnh nhá, nó thay cái phần trăm d bằng cái giá trị của x nhá. Giá trị x là bao nhiêu? 50 luôn, tức là sau một hồi kết quả mình mong muốn nó sẽ in ra màn hình như này, F9 này và F10, được chưa? Đúng như mình mong muốn không? Đây là số x 2.5d. Ok, thì bây giờ anh muốn này khai báo thêm một số nữa đi. Khai báo một số nữa là số nguyên y và giá trị là 25 chẳng hạn này. 25 này. Bây giờ anh muốn là anh viết tiếp một câu này, anh chưa muốn là kết thúc của câu này, anh muốn ghi là đây là số y, được chưa? 2 chấm này. Và anh lại tiếp tục một cái phần trăm d nữa này. Phần trăm d này. Và bây giờ thì ở chỗ này anh phải một cái nữa này. Phải một cái nữa là y. Đây nhá, mọi người tập trung nhá, nghe nhá. Thì máy tính nó đọc bên đây này. Rồi cái phần trăm d đầu tiên này thì nó nhìn sang thằng x này, nó nhìn sang cái thằng đầu tiên ở bên này, được chưa? Nó nhìn sang đây này, thì thằng x này sẽ thay thế vào đây này. Đấy, tiếp theo nó đọc tiếp này, máy tính nó đọc đến đây này. Đọc cái chữ phần trăm d thứ hai này, nó thay tiếp từ thằng y vào đây, được chưa? Mọi người nhìn nhá, ví dụ ở đây nó có 2% d đúng không, 2% d thì nó đọc cái d này, đọc phần trăm d đầu tiên này, nó thay được x thay vào đây. Tiếp theo đến phần trăm d thứ hai, thằng y thay vào đây, tức là xong một hồi mình sẽ được cái này, xong một hồi này. Kết quả mình mong muốn này, cái thằng phần trăm d nó sẽ được thay thế bằng giá trị của x này, giá trị của x là 50 này, phần trăm d thứ hai là giá trị mong muốn của nó sẽ được thành 25 này. Đấy, tức là xong một hồi cái câu mình muốn đi nó sẽ in ra màn hình là đây là số x 50 và đây là số y 25, F9 này, F10 này, xem có đúng không? Ok chưa? Đấy, tức là hôm nay mình đã học một nâng cao cái hàm Fresnel này, nó in đối số à? Mọi người chép cái ví dụ này vào đi, thực hành cho anh đi, làm thực hành luôn đi. Đâu em đây xem đang nghe sao nhá, cuối một dòng, cuối một chương trình là sao, cuối một chương trình à, cuối một cái dòng lệnh về là gì, chấm phải đúng không? Em không phải đấy, xem bây giờ em dùng cái mát cốt để sao cốt được sao mà anh đi đâu nhá, nước này sao cốt hôm nay chưa có nghe đấy, hôm nay chưa có nghe đấy, nhớ quá, thực hành luôn nhé, học cái đâu đâu anh có sai rồi, em có sai thì nhận rồi, thế là đi giờ tàu đi ô các bác, tàu em người đấy, chưa ra cái gì đâu, phải em tiêu dùng cái gì đấy. Ok, bây giờ anh sẽ copy cái chương trình này sang bên này cho mọi người dễ nhìn nhé. Cần nhớ C này. Copy sang anh tắt, xóa mọi ghi chú đi. Được chưa? Gõ nguyên cái đống này lại. Được chưa? Quá xong chưa? Chạy đi. Hiểu được cái hàm printf ở cái dạng đấy.
Được chưa? Thì anh vừa giải thích ấy, tức là bây giờ máy tính không có kiểu trước là predicate là gì, y là màn hình không, thì nó ghi lần lượt nhá, nó ghi là màn hình nhá, đây là số x không, bên đây bắt đầu đọc tiếp theo là phần trăm d này, đọc cái phần trăm d không, bắt đầu nó nhìn được này, bởi vì phần trăm d nó tự hiểu ấy, nó phải nhìn được này, nó nhìn thấy cái số x không, hay hay nó chịu x vào đây, nó nhìn sang nó nhìn lần lượt nhá, phần d này nhìn đây được chưa, phần d thứ hai nhìn được đây, anh vừa giải thích cái mà đấy, tức là họ bây giờ mình thay cái này là một, thay cái kia. Không, nó phải là số nguyên ngưng, phải số nguyên mấy số mà. Ừ đấy, nó phải biến. Bây giờ anh thì tỏ ra giá trị của biến tích này nhỏ hơn. Còn đây em phải thêm nhiều phần trăm đi. Thêm nhiều phần trăm đi ở trong cái hàm chứ. Chương trình bắt đầu phải gồm cái gì? In Bloom, Stereo, kết hợp cùng Wi-Fi, Amen, Python không? Nhìn quá đúng không? Chưa? Em hiểu được cái chỗ là dùng cái đối số chưa? Đối số là đối ghét hiểu chưa? Vâng. Đấy, theo đấy đúng không? Y như đây. Thì bây giờ anh em khai báo này biến chép thôi nhé. Biến chép nữa và y là màn hình anh cái số biến chép nữa. Đúng của trong của cái hàm số. Đơn cả một đều bằng. Phải phải tiện ra đây là bị sợ chứ. Nó mình bảo em thay cái gì còn em chỉ có thể nhận tiếp vào đấy thì em quá bởi vì vậy là em nhìn chẳng mây được không? Mây đóng bằng được không? Nhìn là 13 xem. Nó bảo được bằng bao nhiêu? Em kia em có thể ghi vào trong đấy được, ghi vào nốt phát này được không? Cốt đấy. Bằng sau xong rồi về nhà dạy được. Sao cơ? Xong hết chưa mọi người, quá xong chạy hết chưa? Ok, bây giờ anh sẽ dạy tiếp phần tiếp theo. Ai không theo kịp là phải cần phải cố gắng hơn nhé. Ok, thì ở đây mình đã học đến cái chỗ bây giờ mình học tiếp theo là bây giờ anh sẽ thực hành luôn này, thực hành tiếp theo cái phần các phép toán này, được chưa? Các phép toán nhé. Đây là mình đã vừa học được cái chỗ về cái phần khai báo này, được chưa? Bây giờ anh muốn làm tiếp các phép toán này. Ok, bây giờ anh muốn test là phép toán cộng này, chẳng hạn này, cộng hay số nguyên này, thì anh muốn anh khai báo biến này, khai báo biến kết quả nhé, khai báo nhưng anh không chỉ khai báo không thôi chứ chưa gắn vào giá trị thì anh khai báo thôi, được chưa? Tiếp theo thì anh sẽ thực hiện là phép toán này, anh muốn là thằng kết quả này nó sẽ bằng gì? Nó bằng x cộng y này, được chưa? Bằng x cộng y này, đấy muốn như vậy, kết quả x cộng y, tức là sau khi thực hiện cái này đúng không? Thì thằng kết quả này nó sẽ bằng cái thằng này cộng cái thằng này đúng không? Đấy. Ok, bây giờ anh sẽ in ra màn hình này. In ra màn hình này. Bây giờ cái dòng cũ anh cứ để nguyên đây đi. Anh sẽ cho nó xuống dòng đi. Anh chéo n được chưa? Xuống dòng nhá. Bây giờ anh sẽ in ra màn hình này. Print em. Tập trung nhá. Kết quả là được chưa? Thì anh muốn in phần trăm d đúng không? Anh muốn in kết quả đúng không? Kết quả ở đây là gì? Đấy thì mọi người nhìn nhá, kết quả ở đây là gì? Số nguyên đúng không? Số nguyên thì phải là gì? Phần trăm d. Được chưa? Tiếp theo này, thấy con cái này,
đối số sang bên này nó hiểu không ạ? Đọc cái phần chấm D thì nó phải nhìn sang bên này. Được chưa? KQ đúng không? Đấy. F9 này, bây giờ thì xong một hồi nó phải in ra cái kết quả của màn hình đi. F9 này bây giờ anh lưu lại file này. Nhiết này. F10 này. Được chưa? Kết quả là 75 này. Mọi người nhìn được chưa? Đấy. Đọc cái này là hiểu nhá. Phần chấm D, phần chấm F này. Rồi ok. Thì bây giờ anh thực hiện kết tiếp này. Kết tiếp cho em xem về phép trừ, phép trừ và phép chia này. Bây giờ anh muốn là trừ hai số này. Trừ này. Tắt cái này đi nhá, tắt cái file anh ấy ở dưới đi nhá. Đây. Nó chạy sao nó có file. 49 này, biên dịch lại này. 410 này. Được chưa? Kết quả nó sẽ là 25 này. Trừ hai số với nhau rồi. Nhân này. Bây giờ muốn nhân này. Được chưa? Số x đây, đây là số x 50 ở đây là số y 25 này. Kết quả là 1250 rồi. Đấy, anh ấy thực hiện test luôn cho bọn em về phép lấy đồng dư này. Lấy đồng dư nhé. Phép chia tương tự rồi, bây giờ lấy đồng dư nhé. 50 đồng dư cho 25 thì bằng bao nhiêu? Bằng 0 luôn, bởi vì nó chia hết. Ok. Gõ lại mọi người, gõ lại cái chương trình này đi. Gõ lại cái chương trình tính kết quả hai số đi. Để hiểu hơn về ấy. Rồi, gõ chèn vào nhá, gõ chèn vào cái ở trên ấy, ở trên là mình vừa gõ đây rồi. Bây giờ mình chèn thêm vào cái chương trình mình vừa học ấy. Cố gắng thực hành nhá, ở đâu không hiểu hỏi ngay nhá. Hết đi nhá. Hai em dòng hai em bàn một chạy chưa? Cố gắng chạy đi nhá. Lỗi đâu phải hỏi anh ngay nhá. Biến tên biến này. Rồi ok. Mình sẽ học về một cái hàm nữa này. Đây tức là phần này đã xong rồi. Phần này đã xong. Bây giờ mình học thêm một hàm nữa này. Một hàm là hàm tức là bây giờ bọn em đã hiểu là gì? In được màn hình này, bọn em hôm trước đã học là in được màn hình này. In ra màn hình này. In ra màn hình. Bây giờ anh muốn là đọc từ màn hình này. Đọc từ màn hình tức là phải có tương tác hai chiều ấy, mình đẩy được rồi mình phải đọc lại được đấy. Đọc từ màn hình con sò được chưa? Đọc từ màn hình thì mình dùng cái hàm scanf. Thì cái cách dùng cái hàm này sau hàm này là hàm để đọc này đấy. Cách dùng cái hàm này thì hàm này gồm có hai phần này. Phần đầu tiên thì bọn em ghi cho anh là cái hàng phần trăm mà cần này, được chưa? Ví dụ nhé, ví dụ là mình muốn này, muốn nhập này, đầu tiên ấy chính là phần trăm D này, hoặc là phần trăm F này, hoặc là bất kỳ kiểu gì nào này sau này, được chưa? Nó là một cái gì quá được chưa? Đấy. Tiếp theo thì cái tham số thứ hai của hàm này, hàm có nhiều tham số đó, gồm hai tham số này, tham số thứ hai của hàm dấu phẩy này ngăn cách giữa các tham số này, tham số thứ hai của hàm thì chính là cái dấu
và này, được chưa? Cái dấu và này thì có là suýt 7 đấy, được chưa? Ra cái dấu và, được chưa? Và này bằng tích cộng với tên biến này, cộng với tên biến cộng cần gán này, được chưa? Đây là tham số thứ nhất này, tham số thứ nhất này, tham số thứ hai này, tham số thứ hai, tên biến này, cần gán giá trị này, cần gán giá trị này. Được chưa? Bây giờ ví dụ sau cái câu này kết thúc phải là gì, dấu chấm phẩy đúng không? Sau cái câu này là gì? Nhận ở đâu gán đi, gán cho x giá trị nhập từ bàn phím này, nhập từ bàn phím này, hơi trừu tượng nhưng chịu khó nhá, nhập từ bàn phím này, gán cho x giá trị nhập từ bàn phím. Ok, tức là như sau. Đầu tiên này, đây để cho dễ hiểu đi thì mọi người chép lại cho anh cái hàm này đó, cách sử dụng hàm nhé, scanf này, scanf này, và cái phần trăm d và phần trăm f thì gì rồi này, đấy thì nó sẽ nhận số này, phần trăm d là cái gì, phần trăm d là số nguyên này, phần trăm f là gì, số thực này, được chưa? Đấy, nhận hai cái này, nhận xong rồi đỏ với giá trị của x. Đấy, chép lại cú pháp vào hàm. Gán giá trị với x được nhập từ bàn phím, tức là mình điền, mình gõ bàn phím một cái gì đó thì nó sẽ nhận được và nó gán giá trị cho x. Ok, thì bây giờ cố gắng ghi chép nhanh nhé. Ok, để chạy thì anh sẽ chạy thử, sẽ hướng dẫn các em dùng thử cái hàm này. Bắt đầu một chương trình này, nhắc đi nhắc lại này. Bắt đầu một chương trình này, include này. Ai không chép kỳ thì có thể chụp được đây, hoặc chép đi qua hai dòng thôi mà. Đây, chép hết cái này lại. Tham scanf này, nó có hai tham số này, tham số nhất là cái kiểu dữ liệu này, kiểu dữ liệu dưới dạng phần trăm này. Đấy, tức là mình muốn nhập cho giá trị cho x này, x ở đây là số nguyên chẳng hạn này. Đấy, nhập giá trị cho x này, số nguyên này, được chưa? Thì trong thằng C thì nó rất là logic này, tức là ở trên này, logic này, x là số nguyên này thì nó mới nhập được giá trị này, thì nó mới là scanf được. Scanf là phần trăm d và giá trị x, hai dấu nháy nhá, phần trăm d là giá trị cho x, dấu vàng x, được chưa? Ví dụ là x này, x là số thực này, x là số thực thì là gì, phần trăm f này, được chưa? Gán vào. Cách học là mình phải nhớ nó là cái gì đã, xong đó thì mình thực hành thì mình mới nhớ được, mình mới hiểu được, chứ đừng có thấy nó lạ hay trừu tượng là bỏ qua thôi, mãi mãi học cái gì luôn. Rồi, sau khi xong cái này rồi anh sẽ chạy ví dụ nhé, chạy ví dụ cho em để chương trình thì bắt đầu gì, studio.h này có đúng như đọc nhé. Tiếp theo đến gì, in main này, được chưa? Thì bây giờ là mình muốn nhập vào chương trình này, bây giờ anh sẽ khai báo biến x của số nguyên x này. Anh chưa gán vào giá trị gì cho nó, được chưa? Hiện tại là chưa gán giá trị này, chỉ khai báo thôi này. Khai báo số nguyên x này, chưa gán giá trị gì cả. Tiếp theo thì mình sẽ dùng scanf này, scanf này. Thì rõ x là gì? Rõ x là số nguyên này, nên là cần gì? Phần trăm d này. Tiếp theo này phải địa chỉ của x này, địa chỉ của x này. Sau cái bước này thì mình đã nhập được này. Sau cái bước trên. Thì mình đã đẩy cho x một giá trị gì đó này, từ bàn phím này. Từ anh sẽ gõ dưới quên, return luôn. Mọi người có thể gõ luôn nhưng mà gõ luôn từ ban đầu nên cho dễ nhớ. Sau bước ở trên thì đẩy cho x một giá trị ở đó nhập từ bàn phím này. Tiếp theo này, sau khi x nó có giá trị rồi, sau bước này thì x đã có giá trị rồi, thì bây giờ anh muốn in ra màn hình đi, in thử ra màn hình đi, bởi vì mình chỉ nhìn được, mình in ra màn hình không, in màn hình này, giá trị của x là, được chưa? Số x là gì, x là số gì, số nguyên thì cần gì, phần trăm d, được chưa? Giá trị của x là phần trăm d phẩy, và cái gì, đẩy với x ra ngoài màn hình chẳng hạn này. Ok, đấy, tức là sau một loạt cái chương trình mình đang một loạt đầu tiên là khai báo biến x này, xong rồi nhận giá trị x từ bàn phím này, tiếp theo là in nó ra màn hình. Ok, bây giờ mình chạy thử này,
F9 này, Neo lại này, F10 này. Được chưa, nó sẽ để cho chương trình hiện tại nó chưa có gì cả thì anh sẽ in một câu màn hình như thế này. Anh sẽ in một câu màn hình điều hướng người dùng ấy. Điều hướng này, cho nên anh mình nhập này, ví dụ này. Nhập giá trị của x, được chưa? Tại thế nhá, F9 nhá, F10 nhá. Nó ghi là màn hình này, nó ghi này. Nhập giá trị của x này, tập trung nhá, kiến thức mới nào. Nhập giá trị của x này. Bây giờ mình sẽ nó sẽ chờ này. Cái scanf này nó sẽ chờ này, chờ mình in cái gì ra được chưa? Nó chờ người dùng này. Bây giờ ví dụ anh có này bàn phím này, số 10 này. Được chưa? Sau anh bấm enter này. Enter. Được chưa? Nhìn thấy đặt điều bằng liền chưa? Số 10 này nó đã được gán cho x này. X đã nhận được giá trị của 10 này. Đây nhá. Nhập xong này thì thằng x này đã nhận được giá trị của 10. Và bây giờ mình đã in ra màn hình này. Giá trị của x là %10, được chưa? Ở phần trăm D nó là 10. Đấy. Chép cái chương trình này vào. Đấy, đây là tương tác này. Đây là cách dùng màn scanf này. Đấy. Tức là scanf là cái nó quét ở trên cái màn hình này. Nó nhận em gõ cái gì vào thì nó nhận. Đấy thì không, tức là ở đây cái thằng thứ ba nhá, cái thằng 11 anh chỉ in ra màn hình cho anh em hiểu thôi. Tức là sau cái bước này thằng x này, sau cái bước scanf mà thằng x đã có giá trị là 10 rồi. Đúng không? Thì bây giờ mình không thể biết là nó như nào thì mình in ra màn hình rồi mình xem thôi. Đấy. Mình in ra màn hình thì mình biết rồi mà. Ví dụ nhá, ở đây anh có thể ghi này. Anh ghi thêm một bước này. Nếu mà cái giá trị nhập vào màn hình đen mà không có số nguyên là nó không được. Ừ, nó sẽ báo để anh thử luôn nhé. Thử luôn nhé. Anh sẽ thử luôn, nó sẽ ghi ra linh tinh thôi. Đấy, thì anh sẽ thử luôn cho mình xem. F9 này, F10 này. Bây giờ anh ghi là ABC ghi ra. Được chưa, nó sẽ mặc định về 0 luôn. Đấy, tức là nó sẽ không ra được cái đúng mình mong muốn. Mình phải ghi đúng được. Đấy, thì nó mới đẩy được vào bởi vì nó cái thằng này giống như cái bộ lọc ấy. Bộ lọc là %D rồi. Rồi ok, chép lại cái tin. Đấy, học thêm được hàng scanf. Cố gắng chép nhanh ghi nốt vào nhé. Ai chưa chạy được thì cứ ghi vào đã xong rồi về nhà sẽ chạy lại xong được. Ok. Xong hết chưa? Được chưa? Rồi ok nhé, tiếp theo nhé. Bây giờ ví dụ anh muốn là khai báo một số thực này. Bây giờ anh muốn là cái thằng x này, bây giờ nó không là số nguyên, nó số thực này. Được chưa? Bây giờ nhập giá trị của x này. Thì hiện tại này, tức là râu ngoại này cắm cả mặt kia, không được cắm vào mặt kia này. Thì bây giờ hiện tại nhá, x là số gì? Số thực đúng không? Số thực thì thằng scanf này phải là gì? Phải là %f này thì nó mới nhận được. Nó mới nhận được giá trị của x. Nếu mà bọn em ghi là %d thì nó không nhận được. Nó sẽ nhận sai giá trị mình mong muốn. Đấy, số thực thì nó phải là %f. Rồi ok, thì hiện tại là sau cái bước nhập ở trên này, thì thằng x đã có giá trị của một số thực này. Rồi ok, tiếp theo cái dòng số 12 này. Frame này giá trị của x là bây giờ sau cái bước trên thì x đã có giá trị của số thực rồi thì mình sẽ đẩy ra màn hình này, đẩy ra màn hình giá trị của x cho mọi người xem thử nhé. F9 nhá, F10 đấy, thay %d của F thôi. Giá trị của x này ví dụ là mình nhập một số thực này 1.2 này, nó sẽ in ra màn hình 1.2 được chưa? Thì hiện tại là nó in ra cái kiểu này, kiểu mặc định được chưa? Mọi người có thể chỉnh được cái mặc định hay sao, hiện tại chưa cần. Đấy, nó in là cái số thực kiểu nhiều chữ số thập phân đằng sau ấy. Rồi. %f thôi. %f số thực. Ok, mọi người qua cái ví dụ này xong rồi mình sẽ làm nâng cao tiếp theo. Được chưa? Sao? Sao mình là float mà nó vẫn
đây là số thực đúng không? Số thực có đi là số thực được bài về là gì? Tập trăm nhé, đúng không? Đấy, thực hành hết đi. Em chạy được chưa? Quá xong cố gắng nhỏ được, em chạy được. Em chạy tới chưa? Tới chưa ý quá đi, số gì? Ờ, sao lại không cái gì nhỉ? Đây, thì như em sai ở cái dòng rồi. Dòng này dưới á, tính là số thực thì nó về phần sức ép. Đây, ít số gì? Số thực phải khai báo là loát chứ. Nhớ là cái thằng C này nó rất là về cái cấu trúc dữ liệu. Nó rất là logic, không thể là khai báo linh tinh được. Quy tắc của nó là được. Rồi, ok, mình sẽ thực hiện ví dụ tiếp theo. Mọi người qua hết rồi đúng không? Rồi anh sẽ thực hiện ví dụ tiếp theo. Bây giờ mình anh muốn là mọi người sẽ thực hiện cái chương trình sau. Nhận giá trị này. Nhận giá trị từ bàn phím này. Cho hai số nguyên x và y này. Và tính tổng của nó này, tính tổng của nó. Cộng với in ra màn hình, được chưa? In ra màn hình. In ra màn hình, được chưa? Anh cho mọi người 5 phút để gõ cái này. Hiểu đề bài chưa? Nhận giá trị từ bàn phím hai số nguyên x và y và tính tổng của nó, tính tổng của hai số đấy và in ra màn hình. Ok. Thì ai tất cả mọi người đều gõ nhé. Anh sẽ gõ luôn trên bảng, nếu mà ai không biết thì theo dõi luôn. Anh vừa nói vừa đấy luôn. Vừa nói anh vừa ấy luôn, còn ai không mang không máy tính thì mọi người nghe luôn nhé. Studio.h này. Ok. Thì chương trình này phải void này. In ở main này. Hoặc là nhìn anh gõ xong người gõ lại cũng được. Đấy, tùy cách học từng người thôi. Nói chung là sao học chủ động cũng được. Về nhà luyện tập cũng được. Rồi. Thì hiện tại là mình cần cái gì? Cần hai số đúng không? Hai số thì anh sai số nguyên này mình khai báo là hai x này phải y này. Mọi người có thể khai báo, mọi người để ý nhé, cách khai báo mới này. Mọi người có thể ghi là thay được là mọi người ghi từng dòng là in x này, xong rồi chấm phẩy, xong lại in y này. Thì mọi người có thể ghi gộp này, ghi gộp là in x phải y luôn này, tức là sẽ hiểu là khai báo hai số x và y luôn. Ok. Đây, cách khai báo là tương đương như việc là bọn em khai báo này, in x này, in y, được chưa? Mọi người phải rút gọn cái khai báo này vào thành một chỗ, in x phải y. Rồi, ok. Và anh cần một cái gì? Cần một cái tổng không? Cần một tổng thì anh cần phải khai báo biến tổng này. Khai báo biến tổng này, tổng hai số này, được chưa? Anh chưa gán một cái gì cả, anh ghi mỗi cái này thôi. Bây giờ anh muốn là người dùng nhập giá trị vào trong các biến này, nhập giá trị của x, được chưa? Sau khi in ra màn hình như này, mọi người tưởng tượng nhé, làm cái gì phải tưởng tượng này. Sau khi mình đã gõ ra màn hình này thì người dùng sẽ làm gì? Người dùng sẽ điền số vào đúng không? Người dùng điền số thì mình cần cái gì? Mình cần một hạt scanf này để mình hứng này. Ứng cái giá trị mà người dùng vào điền này. Phần mà đây là số định, số nguyên đúng không? Số nguyên là phần chấm d. Được chưa? Tiếp theo là cần cái dấu và này. Và điền vào giá trị của x này. Đấy, điền vào giá trị của x, được chưa? Thì sau cái bước này thì rằng x đã có giá trị được người dùng nhập vào. Đây là tương tự này. Tương tự anh muốn là tương tự với thằng số y này. Nhập giá trị của số y này. Và gắn giá trị này, gắn giá trị của nó từ cái bàn phím này. Gắn giá trị của nó từ bàn phím này. Được chưa? Xong bước này thì mình đã biết là số x đã có giá trị bàn phím này, số y đã có giá trị bàn phím. Tiếp theo mình cần tính tổng này, tổng hai số này, cần phải tính tổng của hai số.
Ok, từ từ anh chỉnh cái máy chiếu. Rồi, mình mọi người cần tính tổng hai số này thì qua câu lệnh đơn giản thôi. Là số thứ nhất này, số tổng này sẽ bằng x cộng y thôi. Đây là phép toán bình thường thôi. Ok, sau khi tính tổng hai số thì mình còn một bước là gì? Và in cái tổng lên màn hình. In tổng lên màn hình nhé. Anh sẽ in thử tổng lên màn hình. In tổng màn hình, in mình dùng free thôi. Free nét thôi. In lên màn hình. In nhé. Tổng của hai số là, được chưa? Tiếp theo đây giá trị của nó này, giá trị của tổng. Tổng ở đây là số nguyên. Số nguyên thì mình cần gì? Phần trăm D. Rồi ok, mình dùng dấu phẩy. Và mình gán giá trị của cái thằng tổng hai số vào trong cái chỗ cần in ra màn hình này. Bấm nhảy đi sớt. Rồi, được chưa? Sau cái bước này nó sẽ in là tổng hai số này. Đấy. Ok, bây giờ sẽ chạy thử luôn. F9 này, xem có báo lỗi gì không đã. Lúc nào cũng phải F9 xong F10 nhá. F10 này, bây giờ mình chạy thử này. Nhập giá trị của x này. Bây giờ anh muốn nhập giá trị ví dụ là 5 này. Anh bấm enter này. Thì tăng x bây giờ là giá trị là 5 rồi. Bây giờ anh nhập tiếp giá trị của y này. Y ghi giá trị là 10 này. Được chưa? Nó sẽ ghi là tổng hai số là 15. Đó, rất là hay đúng không? Nhập xong rồi in luôn. Ok, bây giờ anh có thể chỗ này có thể nâng cao được một tí. Ví dụ mình in ra này. In đẹp hơn này. Ở đây thì mình sẽ xuống dòng này. Xuống dòng gạch chéo n này. Ok, in này, in ra màn hình này. Tổng của hai số. Số thì mình ghi nó luôn này. Ví dụ là mình ghi là phần trăm D đi. Và phần trăm D là phần trăm D. Tức là gì? Bây giờ anh sẽ thay ở bên này. Thay ở bên này. Tổng của hai số x này. Phải y. Phải tổng của hai số. Tức là câu này như là như nào? X sẽ gán vào đây đúng không? X sẽ gán vào đây. Đấy. Y sẽ gán vào đây. Và tổng hai số sẽ được gán vào đây. Tức là gì? Tổng của hai số x và y sẽ là cái này. Được chưa? Bây giờ in thử ra màn hình nhé. F9 này. F10 này. Bây giờ giá trị của x là 15 này. Y là 10 này. Tổng của hai số là 25 này. Hoặc là nó sẽ in được kiểu thứ hai này. In được cách thứ hai này. In được cách thứ hai này. Là tổng của hai số này. Nó thay cái thằng phần trăm D này. X thay vào đây này. Y thay vào đây này. Và tổng hai số thay vào đây. Đấy. X thay vào đây tức là tổng hai số 10 và 15. 15 và 10 là 25. Ok. Đấy. Thế là xong ví dụ thứ nhất là mình đã biết cách nhập giá trị vào y này màn hình. Ok, bây giờ anh muốn là thực hiện ví dụ thứ hai này. Mọi người cố gắng chép lại nhá, không ấy thì chụp hay như nào cũng được, cũng biết là phải ghi lại được vài giảm. Ok, xong hết chưa? Chạy hết nha, cố gắng chạy hết, có cái gì sai hỏi luôn. Tại cái bên trong, cuối một chương trình C là gì? Em nhìn trên rồi nào? Nhìn trên. Đấy, nó lan dưới. Tức là thằng máy tính nó làm sao nhỏ đúng không? Nó phải nhìn, nó phải dựa vào dấu chấm phẩy, nó ngắt dòng. Em không ghi giống phải thì nó ghi là hai, nó tờ hai dòng đấy là một dòng nên nó sẽ dẫn đến báo lỗi, báo lỗi ở dưới. Quá đúng nhá, C học thiếu một dấu chấm phẩy thì có ghi là oáng luôn. Bây giờ tiếp theo nâng cấp lên là nhập từ bàn phím hai số này và tính nhập hai số thực đi. Bây giờ y như ví dụ này nhưng bây giờ thay số nguyên là số thực. Mọi người có bắt lại chưa?
hay trong cái mà tôi thực. Nó lại hết nhá, khỏi thay. Cái ai chưa biết thì cũng gói y như trên bảng đã xong hãng ấy. Xong thì bây giờ mọi người gõ cho anh chương trình nhập số thực. F9 thì biến dịch F10 chạy. Cố gắng gõ chuẩn nhé. Chấm phải đâu, chấm 9 chấm phải đâu. Tổng hai số là bằng gì? X cộng y cơ mà. Ok, bây giờ sẽ gõ luôn một cái chương trình về số thực luôn. Số thực thì tương tự đúng không? Để thay hết thằng này nhá. Ví dụ nhập số thực này. Thì tổng hai số nguyên là gì? Tổng hai số nguyên sẽ là một số nguyên đúng không? Rồi bây giờ ví dụ số thực này, số thực thì tổng hai số thực cũng là số thực này. Đấy. Không phải float này. Nhập giá trị của x này. Số thực này là gì? Phần trăm f này. Nhập giá trị của y này, số thực là gì? Phần trăm f này. Tổng hai số này, tổng hai số của phần trăm f này, số thực của phần trăm f hết này, thực của phần trăm f hết này, đấy, nó gắn giá trị ở bên nào sang bên nào thì phải để ý.
Ok, bây giờ sẽ F9 thôi. F10 này. Ví dụ là x bằng 1,2 này, y bằng 1,4 này. Tổng sẽ bằng bao nhiêu? 2,6 này. Bây giờ tổng hai số 2,6 này. Rồi ok, thì bây giờ mọi người lưu ý về cái chỗ thằng các phép toán này nhé. Bây giờ ví dụ nhé. Số nguyên này. Cộng số nguyên này. Sẽ bằng gì? Bằng số nguyên này. Được chưa? Tiếp theo này. Số nguyên này. Để cái khai báo kết quả của mình cần đấy, được chưa? Số nguyên ví dụ trừ số nguyên này. Số nguyên trừ số nguyên thì cũng là khỏe là số nguyên được chưa? Rồi. Tiếp theo thì bây giờ số nguyên này. Bây giờ số nguyên chia số nguyên thế nào? Ok, sẽ làm ví dụ luôn. Số nguyên chia số nguyên nhé. Bây giờ hiện tại là bây giờ mình sẽ tính cái này là thương của hai số đi. Thương hai số đi. Thương hai số này. Nhập giá trị của x xong này. Thì hiện tại đang là in hết này. Thành cái sở này thành in này. In này. Y này. Được chưa? Nhập giá trị của x này. X là phần trăm d này. Của in. Y phần trăm d này. Thương của hai số này. Thương của hai số thì bằng gì? X chia y này. Được chưa? X chia y. Thì bây giờ mình sẽ ghi thử nhé. Thương của hai số là. Thì do thằng thương hai số mình đang để. Mình đang để thử là kéo số nguyên đi. Xem kết quả như thế nào. Xem hai số nguyên chia nhau. Tập trung nhé, nhìn rõ cái khung ảnh cốt nhé. Số nguyên x này, chia số nguyên y này, và cái kết quả hướng này. Thì hướng cũng là một số nguyên nhé. Mình thử nhé. F9 này, mình sẽ báo lỗi này. Phần trăm, ở đây, cái biến này là biến thương. F9 này, F10 này. Giá trị của x là 10 này. Giá trị của y bằng 20 đi. Bằng này, mọi người nhìn cái gì đặc biệt chưa? Nó ra bao nhiêu? 10 chia 20 này ra 0. Bình thường 10 chia 20 phải ra 0,5 đúng không? Nhưng đấy là trong 0,5 thì lại là gì không? 0,5 số thật rồi. Được chưa? Đấy. Thì tức là gì? Nếu mà em ghi như này thì nó sẽ hiểu này. Thằng này chính là cái phần nguyên này. Vậy nên học hành là phần nguyên ở trong lớp 7, lớp 8 đúng không? Phần nguyên này. Phần nguyên. Nếu mà chia này nó sẽ hiểu là phần nguyên thôi. Đấy. Ví dụ nhé, bây giờ anh thay đổi đi nhé. Anh ví dụ anh lấy 30 chia cho 20 đi. 30 chia 20 thì nó sẽ được bao nhiêu? Mọi người đoán thử xem. Đấy nhé, anh nhập thử 30 nhé. Chia cho 20 nhé. Nó sẽ được 1 thôi, tức là nó chỉ lấy cái phần nguyên thôi. Cái phần kết quả đấy, kết quả là số nguyên đấy, thấy chưa? Đấy. Ví dụ ra 1,5 thôi, 1,5 thì nó chỉ lấy đúng cái số 1 thôi, lấy đúng cái phần nguyên thôi. Đấy, bây giờ tăng lên nhá. F9 nhá. F10 nhá. 35 nhá. Chia cho 20 nhá. Đấy, nó vẫn chỉ ra 1 thôi, được chưa? Lấy đúng cái phần nguyên thôi. Ok. Thì bây giờ này mình muốn này. Mình muốn lấy kết quả của phép thương đi, được chưa? Mình cứ thử nhá. Thử float nhá. Kết quả là float này. Chỗ này phần trăm nhé đi. Mọi người đoán thử xem ra gì. Thử nhá. Nếu mà x là 30 nhá và y bằng 20 thì mọi người sẽ đoán ra bao nhiêu. Đoán nhá, đoán trước nhá. X bằng 30 này. Y bằng 20 này thì sẽ ra bao nhiêu? Mọi người sẽ nghĩ là 1,5 luôn nhưng mà thực chất nó vẫn là 1, được chưa? Đấy. Tại sao thế? Nếu mà x là số nguyên này, y là số nguyên này, muốn kết quả nó ra số thực này thì bọn em phải cần phải ép kiểu này. Bọn em phải thêm một kiểu này. Mỗi kết quả này ra là số thực này, cái này lưu ý nhá, cần phải ép kiểu này. Thì ở đây bọn em theo cho anh cái kiểu ép kiểu này, ép kiểu bọn em theo cho anh đóng bằng ngoặc này, float này, thấy chưa? Cái này ép kiểu tức là kết quả và phép chia này nó sẽ được chuyển sang số thực luôn. Đấy. Còn nếu mà bọn em để bình thường ấy, số nguyên chia số nguyên thì nó bắt ra số nguyên thôi, nó chỉ mặc định nó chỉ lấy mỗi số nguyên thôi. Bọn em phải thêm cái dòng trước cho anh là cái đây là người ta gọi là thao tác ép kiểu, ép từ một cái kiểu gì đó này. Ép kiểu dữ liệu này. Viết nó đầy đủ hay là ép kiểu dữ liệu này. Được chưa? Đấy. X chia cho y này, số nguyên chia số nguyên này thì nó sẽ được một số nguyên thôi. Phải ép thành số thực này. Bây giờ F9 nhá. F10 nhá. 30 nhá. Chia cho 20 nhá. Ép thử nhá, ra 1,5 rồi. Ra đúng kết quả mình cần. Đấy. Trong tính toán thứ sau này bọn em cần lưu ý cái này. Cái này là một cái lưu ý rất quan trọng ấy. Nhiều khi bọn em không để ý là cứ tìm mãi không biết sai cái gì luôn. Cứ thấy 30 chia cho 20 mà mãi không ra được 1,5. Được chưa? Nhớ là cái thao tác ép kiểu này. Ok. Thì bây giờ này, ép kiểu này bây giờ ví dụ nhá, ví dụ mình ép kiểu đi, một cái ví dụ ép kiểu đi. Thêm một control này. Xóa cái chỗ này đi. Lấy mỗi cái chương trình main của chương trình thôi. Lấy mỗi cái thằng main và return thôi. Bây giờ ép kiểu này. Bây giờ mình khai báo biến x này. Được chưa? Khai báo biến x nhá. Sau tiếp theo là mình muốn ép kiểu cho nó chẳng hạn này, ép kiểu này. Ép về số nguyên này, ví dụ một cái số gì đó này, mình số thực đi, plot x này, plot y này,
Mình có số thực dài dài như này. 1,66 rồi chưa? Mình muốn ép cái thằng số thực này về số nguyên. Chưa, ép số thực này về số nguyên. Thì cái cách làm của em có thể ghi như này. Đấy, hoặc là ghi như bên này cũng được. Đấy. Hoặc là 0,2 cái số mà về cũng được. Đấy nhé. Thì cái câu này, cái dòng này bọn em sẽ hiểu này. Là ép này. Ép số này. Thực à, số nguyên này, ép số nguyên. Ép số nguyên à, những ép số thực. Ép số thực y về số nguyên x à, về số nguyên được chưa? Thì nó sẽ đạt được cái gì? Tức là chuyển đấy. Chuyển từ cái số y này sẽ về số số thực y sẽ về số nguyên được chưa? F9 nhá. Lưu lại này. Và F10 sẽ đạt, mọi người sẽ đoán ra bao nhiêu? Ra 1 đúng không? Từ từ anh sẽ in lên màn hình. Được chưa, anh sẽ in lên màn hình. Nó không phải làm tròn đâu, em phải nhớ nó không phải làm tròn nhá. Nó chỉ lấy cái phần nguyên thôi. Làm tròn thì khác, làm tròn thì nó sẽ lên 2. Làm tròn thì nó khác. Được chưa? Đây là số x được chưa? Đây là số x này. Anh muốn là số x này, ghi là màn hình này. X là gì? X là số nguyên đúng không? Phần chấm d. Tiếp theo là muốn x ra màn hình. F9 và F10. Được chưa? Đây là x và giá trị là 1. Đấy, hai chữ rất đẹp. Được chưa? Đây là số x là 1, được chưa? Đấy, nó chỉ lấy đúng cái phần nguyên thôi. Đấy, đây là F kiểu. Mọi người check cái ví dụ vào đi. Check cái ví dụ mà tính thương của hai số ấy. Thương là phải lưu ý này. Thương ấy. Thường nhớ thì một cái là ép kiểu. Nếu mà không ra như kiểu như mình mong muốn thì phải ép kiểu. Ok. Còn lại nhân với chia thì đồng dư thì nó cũng ra là nó số nguyên hết. Cái này là số nguyên hết này. Nhân. Khi mình chia không được như mong muốn thì mọi người ép nó ra, ép nó ra mà cái ra thôi. Còn lát này, cái này tương tự sang bên kia tương tự. Ok, lưu ý ghi hết vào nhé. Về nhà có ebook ấy, nếu mà đọc không hiểu thì mở ebook là mình đọc. Ở trong file đây này, trong cái file này anh ghi hết rồi này. Có cái file ebook của bên Apex ấy. Nó dễ mà, cái quyển ấy dễ. Dành cho sinh viên năm nhất đại học. Chia thì nếu mà không ra được đúng float thì ép kiểu này. Đây là tốt, để ta phải tính thôi.
Rồi ok, mọi người nắm được ví dụ này chưa? Nắm được hết rồi nhá. Tức là xong phần này này. Được chưa? Các thành phần trong C là mình đã xong rồi nhá. Cái đặc hàng này, cái sau này học về hàm thì sẽ nhắc lại này. Phép toán trong C là xong hết rồi này. Nhập xuất là mình xong này. Dùng hai hàm FreeNAP và ScanNAP này. Ok. Tiếp theo thì mình sang một cái phần mọi người xong hết đi nhá. Tiếp theo mình sang phần tiếp theo là phần về cấu trúc đẽ nhánh này. Rồi, cấu trúc đẽ nhánh và tức là học quá đơn giản này trong lập trình người ta gọi là điều kiện này. Thấy chưa? Cấu trúc điều kiện. Thì mỗi em học ở trong tiếng Anh chẳng hạn đâu, trong tiếng Anh thì cũng có cái cấu trúc điều kiện cái thứ ấy. Đấy. Thì thằng điều kiện của em hiểu đơn giản này. Là nếu ấy, nếu một điều kiện gì đó diễn ra này thì làm sao thì nó sẽ kéo theo một cái gì đó này. Đấy, cái này logic không? Kéo theo một kết quả gì đó này. Gì đó này. Thì nó là chủ nhé. Nếu một điều kiện diễn ra thì kéo theo một kết quả gì đó này. Được chưa? Hoặc là gì đó này. Đấy, thì nó sẽ như sau. Cấu trúc của nó này. If này. Thì mọi đấy nhá, cấu trúc ở trong C của nó này. If này. Bên trong này biểu thức này. Biểu thức này. Biểu thức toán học này. Được chưa? Và tiếp theo là cấu trúc mình sẽ cần dùng hai cái giống bằng nhọn này. Đẩy ra. Được chưa? Thì bên trong này nó thực hiện lệnh này. Thực hiện lệnh này. Thực hiện lệnh. Được chưa? Ví dụ nhé, ví dụ của mình này. If này. X lớn hơn n. Thì ở trong biểu thức toán học thì có một số cái lệnh để điều kiện cho các em, ví dụ là một lệnh số lệnh về so sánh ấy, một số toán tử ấy, so sánh ấy. Ví dụ là lớn hơn này, nhỏ hơn này, hay là bằng này. Bằng thì ở trong C thì bọn em bằng phải dùng hai dấu này. Hai dấu bằng liên tiếp thì nó mới hiểu là bằng. Nó mới hiểu để so sánh ấy. Lớn hơn, nhỏ hơn, bằng, hoặc là lớn hơn bằng này. Ghi cái thằng này nhá. Lớn hơn này. Nhỏ hơn này. Hoặc là bằng này. Bằng này bằng và so sánh ấy. Hoặc là lớn nó bằng này, lớn nó bằng này, hoặc là nhỏ hơn bằng này, nhỏ hơn bằng này, hai cái dấu bằng sẽ là so sánh. Tiếp theo thì khác này, được chưa? Ví dụ là khác này, tức là hai số, nếu mà hai số khác nhau thì làm gì đó chẳng hạn, kiểu ấy. Khác thì bọn em dùng dấu chấm than này cộng dấu bằng nó sẽ là khác, được chưa? Tức là như này, bây giờ thì ghi nhá, ví dụ là x này, như này sẽ là kéo gì? Đấy, lớn hơn y này. Được chưa? Như này nó x nhỏ hơn y này. Được chưa? Nếu mà bằng này. X bằng bằng y này. Cái này đây sẽ là gì? Đây sẽ là x bằng y này. X khác y này. Được chưa? Đấy, x khác y. Rồi ok. Thì anh sẽ thử nhé. Biểu thức toán học này. Ok, thì bây giờ anh muốn ghi này. Nếu x lớn hơn 5 này sẽ làm một cái gì đó này, được chưa? Số 2 dấu này. Ví dụ thế. Ring. Ví dụ mình muốn đi ra màn hình chẳng hạn này. X lớn hơn 5. Được chưa? X lớn hơn 5 sẽ làm cái gì đó, được chưa? Đấy. Đây là câu lệnh if mà thiếu, tức là chỉ có muốn được một vế không? Tức là chỉ nếu một cái gì đó thì diễn ra thì sẽ làm cái gì đó. Lệnh x đầy đủ thì nó sẽ gồm gì nữa? Gồm L. Tức là nếu mà thực hiện một cái gì đó hoặc là ngược lại. Đây nhá. Hiện tại mình đang học if thiếu thôi, tức là chỉ cần nếu mà cái biểu thức toán học của nó diễn ra đúng này thì sẽ mình làm một cái lệnh gì đó. Rồi ok, mình sẽ tạo một cái chương trình mới nhé. Các cái cú pháp so sánh này mọi người ghi rồi nhé. Ok, anh tạo một chương trình mới. Include đầu tiên này, studio thôi này, studio.h này, tiếp theo là i này, main này. Ok, mình nhập vào biến đi, điểm của bạn này. Được chưa? Đây là một biến này và kéo xuống nguyên này, được chưa? Bây giờ mình sẽ so sánh này, mình sẽ cho người dùng nhập vào bàn phím này, print f này, xin mời nhập điểm của bạn này. Đấy, ví dụ thế, nhập điểm học ấy chẳng hạn đấy, xin mời nhập điểm của bạn này. Ok, thì đã nhập xong thì mình cần có một cái gì? Cần một biến để hứng này, scanf này. Cú pháp là gì? Số nguyên thì phải là gì? 100D này. Tiếp theo này cần biến hướng này thì nó phải là và này, x này. Được chưa? Enter. Sau cái bước này x đã có giá trị nhập từ bàn phím rồi. Ở đâu? Mình đang cần điền vào cái gì? Biến là điểm của bạn này.
Được chưa? Mình đang cần đáy của nó cơ mà. Mình đéo bạn được chưa? Thế ra đây này, anh muốn là so sánh này. Nếu này, nếu điểm của bạn này mà lớn hơn 5 này. Đấy, ví dụ thế, cứ lập trình nó chỉ là cách để triển khai tư duy thôi mà. Lớn hơn 5 này, được chưa? Thì làm sao? Mình muốn in ra màn hình này. Bạn đã qua môn để ra này. Đấy, đã qua môn. Chưa? Ok, bây giờ mình sẽ thử cái chương trình này. Mọi người tai nhanh hay nốt nhanh của nhá hay là gì nào nhá. Hoặc là xem xong hiểu xong rồi về tự gõ lại được. F9 này. F10 này, không có lỗi gì đúng không? Ok, xin mà nhập điểm của bạn này. Ví dụ anh nhập 5 nhập 6 điểm đi. Được chưa? Nó ghi gì? Bạn đã qua môn được chưa? Đấy. Bây giờ ví dụ anh nhập lại này. Anh nhập 4 điểm này, nó sẽ không ghi cái gì ra màn hình cả, được chưa? Nó không ghi cái gì cả bởi vì nó không thỏa mãn cái điều kiện này. Đấy, nó không thỏa mãn cái điều kiện này thì nó không chạy ra bên trong này. Được chưa? Tức là nó sẽ chạy hết tất cả những dòng lệnh ở trong cái khối ngoặc này. Cái khối ngoặc hai cái dấu ngoặc đó mọi người nhìn này. Đấy, nó sẽ chạy hết tất cả bên trong này luôn. Bây giờ ví dụ anh sẽ cho chạy thêm này, người ta gọi khái niệm là cái đeo khối lệnh. Khối lệnh chạy tất cả những khu vực ở trong đấy. Dòng 1 này. Nó chạy tất cả luôn. Nó giống như cả cái chương cái hàm main của bọn em này, hai cái dấu ngoặc đó này. Nên là một khối lệnh này. Được chưa? Nếu này. Đi tất cả ra màn hình luôn. Tất cả này, nó đều in hết. Bây giờ F9 nhá. Từ. F9 này, F10 này. Nhập điểm các bạn, ví dụ nhập 6 điểm đi. Nó sẽ in tất cả những cái thứ ở bên trong cái khối lệnh đi ra. Đấy. Còn bây giờ nếu mà mình không nhập cái thỏa mãn điều kiện này. F9 này và F10 này, mình chỉ ghi là 4 điểm thôi chẳng hạn. Nó không ghi cái gì cả. Rồi, ok. Đây là cái cú pháp lệnh thiếu, được chưa? Tức là chỉ có một phần thôi. Bây giờ tiếp theo này, mọi người thắc mắc là bây giờ nếu mà điểm nhỏ 5 thì làm sao? Đấy. Thì anh cứ thêm một cái nữa là L này. L thì mọi người sẽ hiểu L là ngược lại này. Được chưa? Tức là nếu mà điểm của bạn lớn 5 này thì nó thực hiện ở trong đây đúng không? Nhưng mà nếu mà điểm của bạn này không thỏa mãn cái điều kiện này không diễn ra này. Được chưa? Thì nó thực hiện ở trong đây. Được chưa? Điều kiện này không diễn ra. Đây là cấu trúc lệnh đầy đủ luôn. Điều kiện không diễn ra. Được chưa? Rồi, F9 này, F10. Bây giờ ví dụ anh nhập điểm của mình là 6 này. Được chưa? Nó vẫn ra bình thường không? Nó vẫn ghi được tất cả những cái dòng lệnh bên kia. Nhưng bây giờ ví dụ anh nhập điểm của mình là 4 đi. 4 điểm. Được chưa? Điều kiện không diễn ra, được chưa? Đấy. Thế còn nó sẽ chạy lệnh ở bên trong. Được chưa? Bây giờ ví dụ anh nhập điểm của mình là 5 đi. Nhập đúng bằng 5 điểm luôn đi. 5. Nó vẫn chạy ở bên dưới. Đúng không? Bởi vì 5 không lớn hơn 5 đúng không? Còn lớn bằng. Hiện tại này anh nghi là lớn hơn đúng không? Ví dụ anh muốn nó bằng luôn, tùy vào logic của em thôi. Đấy, hiện là bằng được chưa? Đấy. F9 nhá. Anh nghi là F10 nhá, thì bây giờ anh nghi là 5 đi thì nó vẫn sẽ thực hiện là dòng bên trên đúng không? Đấy, bởi vì nó vẫn thỏa mãn cái điều kiện là x lớn hơn bằng 5. Được chưa? Đấy, thỏa mãn cái điều kiện này, x lớn hơn bằng 5. Đấy, mọi người sẽ hiểu về cái thằng biểu thức toán học này. Rồi. Mọi người gõ cái chương trình vào nhá. Ai chụp hay thế nào cũng được, miễn là ghi lại được. Ok, hiện tại là mình đã dùng được một cái thằng toán tử là so sánh. Bây giờ anh muốn dùng tiếp toán tử là so sánh khác đi, so sánh và đi. Hơi nhanh nhá, mọi người chịu khó nhá. Rồi, gõ luôn đi.
Rồi mọi người xem sau nhá. Tiếp theo thì mình học tiếp theo về cái lệnh if lòng. Tức là bây giờ bình thường điều kiện ấy là bọn em là rẽ nhánh này. Tức là code đọc ở đây đúng không? Nó sẽ hiểu nó sẽ rẽ làm hai hướng này. Một hướng là vào cái chỗ là bạn đã common này, một hướng là bạn đã chuyển môn này đúng không? Nó rẽ làm hai nhánh. Đấy, nó rẽ làm hai nhánh thì bây giờ đây. Đây mình sẽ lấy một cái hình ảnh trên gò cho dễ. Đây, kiểu đơn giản ví dụ là một cái điều kiện gì đó này. Một điều kiện gì đó này, nếu mà đúng này. Nếu mà điều kiện đúng thì nó sẽ đi về hướng này, chẳng hạn điều kiện sai là đi về hướng này. Ở dòng code cũng thế này. Ở dòng code cũng thế này. Tức là nếu cái điều kiện này của em đúng này nó sẽ đi theo hướng này, được chưa? Điều kiện em sai nó sẽ đi theo hướng này. Đấy. Đó mới gọi là condition đấy, điều kiện đấy. Thì cái điều kiện này ở khắp mọi nơi ở trong Excel em học cũng học về điều kiện, được chưa? Thì hiện tại thì anh sẽ cho em thêm một cái nữa là if lòng, hướng dẫn em thêm một if lòng lòng nhau ấy. Đấy. Bây giờ này, ví dụ này, điều của bạn này đây nó làm em giờ anh muốn lòng tiếp này. Anh muốn kiểm tra tiếp này. If này. Lòng tiếp này, nó 5 rồi, tức là thằng này nó 3 môn rồi. Nhưng bây giờ mình muốn này, nếu mà điểm của nó là nhỏ hơn 8 chẳng hạn này. Nếu mà điểm của nó này nhỏ hơn 8 thì điểm của bạn nhỏ hơn 8 này. Thì mình sẽ in ra màn hình này. In ra màn hình này. Bạn in ra màn hình bạn được điểm khá đi. Bạn được điểm khá. Được chưa? Ở chỗ này thì anh sẽ cho một nút xuống dòng này. Đánh chéo nào. Được chưa? Nếu mà điểm của bạn này lớn hơn 5 này mà nhỏ hơn 8 này. Được chưa? Thì nó sẽ là khá này. Nhưng bây giờ nếu mà lớn hơn 5 này mà lớn hơn 8 này, eo tức là trường hợp còn lại này. Đúng không? Thì nó sẽ là gì? Là giỏi đúng không? Điểm của bạn này sẽ là giỏi đi. Điểm giỏi. Ok. Thì bây giờ mình sẽ thử nhé, xem nó có lồng nhau được không? Mọi người cứ tưởng tượng thôi, đây tức là cái logic cơ bản của trong toán học thôi. Đấy, nếu mà nó lớn 5 thì sẽ làm cái gì đó này. Nếu mà đã lớn hơn 5 thì mình so sánh tiếp này với 8 này. Nếu mà nhỏ hơn 8 tiếp thì tức là kết quả mình sẽ là lớn hơn 5 và nhỏ hơn 8 thì nên là khá này. Và nếu mà lớn hơn 5 và lớn hơn 8 này, chỗ này sẽ là lớn. Đây này. Anh sẽ viết ra cho dễ nhìn nhé. Lớn hơn bằng 5 này. Lớn hơn bằng 5. Và chỗ này sẽ là gì? Nhỏ hơn 8 này. Được chưa? Nhỏ hơn 8. Thì nó sẽ là khá này. Bây giờ này lớn hơn 5 này, nó đang lớn hơn 5 rồi mà. Lớn hơn bằng 5 này. Và này. Nó lại lớn hơn 8 tiếp này. Cái ngược của nhỏ hơn 8 sẽ là gì? Là lớn hơn bằng 8 này. Đúng không? Thì hai cái điều kiện này gộp lại này. Vừa lớn hơn 5 vừa lớn hơn 8 thì sẽ là gì? Là lớn hơn 8 đúng không? Đây chỉ là logic gộp này. Đấy, một số mà vừa lớn hơn 5 này, vừa lớn hơn 8 này sẽ là lớn hơn 8. Rồi ok, tức là nó sẽ là giỏi thôi, thấy không? Bây giờ anh sẽ F9 này. Nhập thử điểm nhé, điểm của bạn là 10 này. Được chưa? Bạn đã có môn này, xong rồi bạn lại điểm giỏi nữa. Ok chưa? Bạn đã có môn này, nó sẽ chạy ở lên đây này. Đây nó đã nhánh rồi, nó sẽ nhánh xuống dưới này. Bạn điểm giỏi này. Bây giờ anh sẽ nhập thử điểm 7 nhé. F9 này, F10, 7 nhé. Nó sẽ là qua môn và được điểm khá. Được chưa? Qua môn tức là nó chạy cái dòng này. Và điểm khá tức là nó chạy dòng này. Đấy. Thỏa mãn hai điều kiện đấy, tức là mọi người tưởng tượng giống như kiểu cua vẽ đường ấy, nó hết vẽ cái này thì vẽ chỗ khác. Rồi ok, xem một cái. Bây giờ sẽ có vài cái sơ đồ khối, nhưng mà thôi rồi, cứ tưởng tượng như vậy. Đây này. Ở đây nó có vài sơ đồ khối cho mọi em này. Đây, tức là nếu mà đi đây này thì nó sẽ ra hướng này, nếu mà đúng này nó sẽ đi ra một hướng này. Nếu mà hướng còn lại đi hướng này được chưa? Nó sẽ có thể về kết quả luôn này. Đến đây này có thể rẽ làm hai nhánh này. Được chưa? Cái hướng mọi người để ý giống như là đi từ A đến B đến đích này. Đấy, đến đây này có thể rẽ làm hai nhánh tiếp này. Đấy, cứ biết là sao về đích được. Đấy, thằng trong code anh thế này. Đến đây này, thằng này đến cái nó đi hai hướng này, đầu tiên là đến chỗ 5 này, nó 5 luôn. Nó sẽ đi vào trong đây đúng không? Nó sẽ chạy tất cả dòng ở trong đây. Nếu mà nhỏ 5 thì nó sẽ đi vào hết vào đây. Được chưa? Nhưng mà nếu đã lớn hơn 5 rồi, lớn 5 nó chạy dòng này xong thì nó lại chia tiếp ra, nó lại gặp tiếp cái cô lệnh điều kiện này, nó lại chia tiếp là hai nhánh này, đây là một nhánh này và đây là một nhánh. Được chưa? Chạy xong nó sẽ ra đến cuối cùng đây. Được chưa? Ví dụ mình anh sẽ in thử ở đây nhé, in thử ra ở đây.
đây là cuối dòng chẳng hạn, đây là cuối chương trình chẳng hạn, thế đây là cuối chương trình rồi chưa, thì mình sẽ cho tất cả là cái thằng này thêm một cái dấu xuống dòng đi, còn mình sẽ tự cho thằng này lên một dấu xuống dòng ở chỗ đầu dòng này. Đây F9 này, F10 này, 6 điểm này, được chưa? Nó sẽ in là ghi bạn đã qua môn để bạn điểm khá thôi. Và đây là dòng cuối chương trình. Đấy. Nó ghi nhá, nhớ là cái dòng này nó chạy trên xuống dưới. Rẽ nhánh xong rồi nó lại xuống đây, đấy, xuống cái thân chương trình. Nó chạy tiếp. Ok, đây là if lòng if. Mọi người chép cái ví dụ vào đi. If lòng if. Lòng nhau. Tùy từng độ phức tạp của bài toán thì mọi người sẽ lòng nhiều, lòng và kết hợp nhiều. Gọi hết rồi nhá, gọi ăn chạy đi. Rồi ok, mọi người gọi xong cái này chưa? Rồi.
Thì bây giờ này, tức là mọi người từ nãy giờ mọi người hiểu là cái thằng if và thằng else này, nó chia cái đường của mình thành hai phần đúng không? Tức là giống như cái hình ảnh bây giờ ấy. Đây nhá. Giống như hình ảnh bây giờ. Tức là đứng trước ngã như kiểu ngã 2 đi, ngã 3 đi. Đây đây. Đây. Nó giống như kiểu như này. Đi vào đây nhá, đang đi vào đây đúng không? Cốt mình đang chạy, cốt mình đang người đi. Đây đây đúng không? Nó có hai hướng này. Một là đi vào đây, hai là đi vào đây đúng không? Tức là đang trái, đang phải. Nó giống như kiểu em đang đi vào đây. Nếu mà if thì đi vào đây. Còn nếu mà else đi vào đây. Đấy chưa? Tức là chia thành hai hướng ấy. Đấy, thì nó đang như này. Nhưng bây giờ nếu bây giờ cuộc sống mình giờ ba hướng chẳng hạn này. Một là đi vào đây, hai đi vào đây và ba đi thẳng chẳng hạn này. Đấy, ví dụ là tức là ý anh là thêm nhiều điều kiện hơn và thêm nhiều hướng đi hơn thì phải làm sao? Thì từ đấy sinh được một cái tròn nữa này. Là eo if. Eo if. Eo if được chưa? Eo if. Đấy. Thì thằng này nó sẽ chia thành nhiều phần hơn. Rồi, thì đây sẽ là buổi sau anh hướng dẫn cái thằng eo if nhá. Đấy. Mọi người sẽ hiểu đơn giản thằng eo, thằng if hiện tại nó giống như chia thành hai phần thôi. Bây giờ ví dụ là chia điểm nhé, điểm của bạn chia thành hai phần này. Một là lớn 5 luôn. Lớn 5 sẽ làm gì này, được chưa? Nếu mà muốn chia tiếp thì phải chia phân khúc vào trong lên luôn. Bây giờ mình muốn chia trực tiếp luôn là lớn hơn nhỏ hơn 4 này, lớn hơn 4 này là lớn hơn 4 nhỏ hơn 6 này và lớn hơn 6, tức là ba khúc ấy. Đây ví dụ nhé. Ba khúc này. Nhỏ hơn 4 này. Lớn hơn 4 này. Lớn hơn 4 này. Được chưa? Như này này nhỏ hơn 6 này. Lớn hơn 4 này như này nhỏ hơn 6 chẳng hạn này. Hoặc là lớn hơn 6 này. Đấy. Ba hướng chẳng hạn thì mình sẽ dùng một số cái nghệ thuật khác hơn. Hiện tại là mình cần hiểu là thằng eo thằng if này chia ra cứ mỗi một cái đường nó chia làm hai phần. Mỗi một cái ví dụ nhá, rẽ trái đúng không? Rẽ trái xong lại ở trên trái này chia tiếp là hai đường chẳng hạn này, hoặc là rẽ trực tiếp đây luôn được. Đấy. Ok, nhớ về làm và thực hành nhé. Thế là hôm nay xong cái này rồi. Xong cái thằng if đây chỗ này đang học rồi. Đang học rồi. If thiếu là mình xong rồi này. If đủ là mình xong rồi. Eo if mình xong rồi, if lòng mình xong hết rồi. À eo if mình chưa xong. Eo if thì nó là cái phần nó xong mình sẽ học chỗ này. If đủ này. Rồi ok. Mình sẽ còn thằng sweep này, thằng này cũng là chia này, cũng chia nhánh này. Với thằng vòng lặp và hoàn hàm nữa. Dự tính là chắc hai buổi nữa, nếu mà hai buổi nữa, cố gắng trong hai buổi nữa thì mình sẽ xong cái phần này để mình đẩy xong cái thằng học Arduino. Được chưa? Đây là C là cực kỳ căn bản luôn đấy. Mà ai không học nữa thì thôi đấy. Kiến thức là anh cố gắng lược rất nhiều ở thằng C, thực ra nó chất rất hay, nó nhiều kiến thức khó lắm. Nhưng mà hiện tại chỉ lược để dành cho bọn em học những cái cơ bản thôi. Mà mọi người phải chịu khó về thực tập nhé, thực hành cái thứ vào. Tài liệu đây này, giáo trình rồi, bài tập cũng có sẵn rồi này. Giáo trình viết rất chi tiết luôn, giáo trình của bên AVTech nhưng mà nó dành cho sinh viên năm nhất. Năm nhất nhưng mà mới nhập học, viết chi tiết lắm. Đây anh sẽ mở cho mọi người xem luôn. Đây được chưa? Đây là giáo trình của nó này, viết chi tiết này. Từng phần một luôn. Thì mọi người thực anh cũng chỉ lấy được cái giáo trình anh dạy thôi. Anh lược đi một vài phần thôi. Thì mọi người cố gắng về làm và thực hành luôn. Trong khi nó đang viết nó ai mà đã hôm nay học cũng muộn 7 chẳng hạn này thì cố gắng về xem lại nhá. Xem vào trong đây giáo trình cái thứ để theo kịp. Lập trình này thì nó có nhiều tác dụng. Sau này bọn em kiểu gì cũng phải học luôn. Không học trước thì học sau. Mình hơn nhau một cái gì đó thì nó có khi là hơn nhau được nhiều cái. Thôi hôm nay nghỉ nhá. Mọi người giải tán.